Risuba đang đẩy lên theo Tam Minh là hai ở đây. Zizileo và Zigu bắt đầu bị ép vào bởi bộ đôi, đúng hơn là bốn player của Moon Gaming. Subang đẩy lên, Subang thấy người rồi. Một tình huống headshot tới từ vị trí của Subang, confirm kill. Nhưng ở bên góc này thì Zigu bị gục bởi King. Subang đổi thêm được một mạng nữa trước khi mà Zigu bị gục. Zizileo kết thúc King rồi. 2v3 nhưng không được rồi. Zizileo bị headshot bởi Simfi và giờ thì đội hình của Game Home chỉ còn lại có một mình Subang mà thôi. Quá khó khăn trong tình huống công lên vừa rồi của Subang khi mà hai player còn lại họ đã chơi không tốt và giờ đi Game Home chỉ còn lại đó là Subang, một cái vị trí quen thuộc ở khu vực sinh tồn này. Và Subang nhìn thấy Kimochi và Subang knock out Kimochi, có thêm một mạng nữa dành cho Game Home. Subang có cho mình được triple kill, một tình huống clear hoàn toàn đội hình của Moon Gaming đến từ Subang. Đẹp Su lại là người headshot được Teacher Khan rồi. Rifat có cái hết hàng, nhím là người có mạng, nhím knock out của đô la, nhím có cho mình mạng của đô la rồi và có 5 mạng dành cho vị trí của nhím trong tình huống vừa rồi. Rifat Gaming họ đã tranh thủ tốt cơ hội của mình. Bây giờ thì nhím cũng như là phần kia em sẽ núp lùm và nằm bò trườn thôi. Bom mìn knock out được ốc vô địch ở bên phía tay phải. Vị trí của Tích đổi lại được Spring bên phía góc tìm tài nguyên, nhưng bom mìn đã có mạng rồi. Nhím lại là người hàng gục được Đẹp Su. Sephiroth dừng lại vị trí thứ 9 khi bị gạt gió hoàn toàn của Vikings. Redmi Firestar gặp khó khi ở ngoài bò. Nhím có 7 mạng liên tiếp trong tình huống này. Quá gây gớm đến từ vị trí của nhím. Slowzy đã phát hiện ra Levit giấy và knock out được vị trí của Levit đến từ vị trí của Slowzy. Bắn quá bay rồi. Mèo U hết sát được Aleo. Cơ hội dành cho Viking trong round thiếu này. Họ đang có một đội hình trước mắt và Metal Gaming đang là người gặp yếu thế hơn khi đã lộ vị trí của mình rồi. Slowzy vẫn chưa làm được knock out nữa và Vikings họ đã có 7 kill. Metal đang đẩy sang. Forgot knock out được một người hay không? Viking lại tiếp tục hạ gục được Đức Bỉ. Và giờ thì Mad Dog Gaming họ chỉ còn có hai người đấy thôi. Mèo ú hạ gục được Forgot. Và cuối cùng thì Mad Dog Gaming dừng lại vị trí thứ 3. Và bây giờ thì Viking cơ hội top 1 là đây. Nhưng hai người đã bị knock out rồi. Divine tranh thủ đẩy sang. GK gặp khó. Z là người knock out được GK và có lẽ là top 1 sẽ dành cho Divine trong round thiếu này thôi. Không thể cố gắng hơn. Bongmin knock out được Levi rồi. Chỉ còn đó là một mình vị trí của Bongmin. 1v2. Bongmin không có mũ. Bongmin yếu máu. Và bây giờ sẽ là kèm xâm. Và như vậy thì top 1 dành cho Divine Esports.